Thưa quý vị, Y Chanh Nie, một trong số những nghi phạm tham gia tấn công hai trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu, Ea Cơ Tu, khai được ông chủ hứa hẹn sẽ có cuộc sống giàu sang, được dặn cứ thấy người là giết, xả súng. 45 nghi phạm bị bắt sau vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, cư ngụ tại nhiều huyện ở tỉnh Đắk Lắk. Khai với cơ quan điều tra, họ cho biết có bàn bạc trong cuộc họp, phân công nhiệm vụ và được đưa súng, dao, bom xăng, lựu đạn cho từng người. Nhiều nghi phạm nói bị lôi kéo, dụ dỗ được cho tiền, tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Y Tim Nie, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búc, khai được chỉ đạo thấy chỗ nào có người là phải bắn hết. Còn Y Man Mio cho biết, người cầm đầu bảo đứng canh giữ, nếu người dân không làm theo là đâm. Rạng sáng ngày 11 tháng 6, nhóm nghi phạm xông và đập phá cửa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, ném bom xăng sát hại 4 cán bộ công an. Sau đó, chúng di chuyển ra đường, tiếp tục dùng súng, dao, bom xăng, tấn công nhiều người. Hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương. Một cán bộ tham gia kế hoạch bảo vệ mục tiêu truy bắt các nghi can cho biết, nhiều lực lượng công an đang phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức các đội vũ trang tinh nhuệ để khoanh vùng, vây bắt những người lần trốn. Nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC bị thu giữ. Tại xã Ea Tiêu, Ea Cơ Tu, tình hình đã ổn định, cuộc sống người dân trở lại bình thường. Ngày 12 tháng 6, Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk khi làm nhiệm vụ là Thiếu tá Hoàng Trung và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, Công an xã Ea Cơ Tu, Thiếu tá Trần Quốc Thắng và Đại úy Hà Tuấn Anh, Công an xã Ea Tiêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Cơ Tu Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng. Thưa quý vị, sau khi xảy ra một vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở xã ở Đắk Lắk khiến nhiều người thương vong, những ngày này, con đường nhỏ dẫn từ Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk vào nhà liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, có hàng trăm người đến viếng. Trong tang lễ của người con rể, liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, ông Chu Đức Quang không nén được nỗi niềm của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhắc về người con rể vắn số, ông Quang xúc động. Làm chủ tịch xã, anh ấy sống chất phác, xuất thân từ gia đình làm nông nên sau giờ hành chính, con rể tôi lại về làm dẫy. Bà con xóm làng đều quý, ai nhờ gì nó cũng giúp. Ông tâm sự, không biết con và các cháu của mình sẽ sống ra sao khi thiếu đi người cha, người chồng trụ cột của gia đình. Ông Vũ Đức Thất, xã Ea Cơ Tu, hàng xóm của liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết, những ngày này vợ chồng ông không đi làm dẫy mà ở nhà để lo hậu sự cho người vừa ngã xuống. Ông Thất chia sẻ, vợ chồng vị chủ tịch xã có 2 người con, trong đó một người làm giáo viên, người còn lại đang học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đêm hôm xảy ra sự việc, khi nhận được điện thoại, vợ anh Dũng có khuyên chồng ở nhà nghỉ ngơi, có việc gì để sáng hôm sau giải quyết. Tuy nhiên, anh Dũng vẫn chạy xe đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và hy sinh sau đó. Ông Thất xót xa, với trách nhiệm là chủ tịch xã nên khi nghe tin báo, anh ấy rời nhà đến trụ sở ngay. Người dân chúng tôi không ngờ hôm đó là lần đi làm cuối cùng của anh ấy. Trong số 6 liệt sĩ hy sinh, gia đình Thiếu tá Hoàng Trung, sinh năm 1981, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, có hoàn cảnh khó khăn nhất. Chị Trần Thị Sen, vợ anh Trung, bị suy thận độ 4, hàng tháng phải xuống thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Trong khi đó, 2 con của liệt sĩ Trung mới học lớp 9 và lớp 11. Ở nhà anh còn mẹ già năm nay gần 70 tuổi. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị Trần Thị Sen, 40 tuổi, nhân viên nhà khách công an tỉnh Đắk Lắk không thể tin. Chị Sen tâm sự, hai vợ chồng chị gặp nhau khi công tác tại trường văn hóa 3. Sau đó anh Trung được điều động với đơn vị mới nên thường xuyên vắng nhà. Chị Sen nghẹn giọng, căn nhà này hai vợ chồng chạy vậy mãi mới làm nổi. Hôm ấy, anh gọi điện nói đang có nhiệm vụ trực đêm, hẹn mai về. Anh ấy hẹn vậy mà đi mãi mãi. Trong cơn mưa nặng hạt chiều ngày 13 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, cán bộ công an xã Ea Tiêu. Rất đông người dân địa phương đã có mặt tại nhà liệt sĩ để tiễn đưa anh về với đất mẹ. Trong đám tang của con trai, mẹ của liệt sĩ Trần Quốc Thắng khóc ngất, nhiều lần ngã quỵ. Trước giờ phút chia ly, người mẹ bất lực gọi tên con. Con ơi, sao con đi mãi không về? Tiếng khóc khiến dòng người viếng tang không khỏi xúc động, tiếc thương. Người ngã xuống để lại mất mát quá lớn cho gia đình, người thân.
ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công bằng súng ở Đắk Lắk. Trong đó có 4 liệt sĩ là cán bộ công an hai xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu, huyện Cư Cù Yên, gồm Thiếu tá Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, Đại úy Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Các liệt sĩ là cán bộ hy sinh gồm ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Cơ Tu. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Hồng Nhật, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa xác nhận sức khỏe của hai cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Cù Yên, tỉnh Đắk Lắk đã tạm ổn định và đang hồi phục. Theo đó, hai cán bộ là Thượng úy Đàm Đình Bốp, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Cơ Tu, và Đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ Công an xã Ea Cơ Tu, bị thương trong vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu. Trong đó, có khu vực làm việc của Công an xã vào hôm 11 tháng 6. Đại úy Lê Kiên Cường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trụ sở Công an xã Ea Cơ Tu có 4 đồng chí trực. Khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 6, nhóm đối tượng đã dùng súng tấn công và đốt trụ sở, khiến hai đồng chí hy sinh, còn anh và Thượng úy Đàm Đình Bốp bị thương. Đại úy Lê Kiên Cường bàng hoàng, đau xót trước việc hai đồng đội hy sinh. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, vợ Thượng úy Đàm Đình Bốp cho biết, hiện anh Bốp đã tỉnh táo, nói chuyện được. Sau sự việc, gia đình mong cơ quan chức năng sớm truy bắt được các đối tượng có liên quan, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân. Theo một bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khi sự việc xảy ra, ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các nạn nhân. Ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, sức khỏe của hai cán bộ công an đã hồi phục, diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo. Các anh đã ngồi dậy, đứng lên và đi lại được. Sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên các nạn nhân. Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ, động viên 2 cán bộ công an xã Ea Cơ Tu bị thương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng một đồng chí đối với 2 cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đoàn công tác các bộ ban ngành trung ương, các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã thăm viếng và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương, người dân tử vong.